Âu. Ê, yeah, đèn có 3 chế độ sáng các bạn. Các bạn có thể thấy là tại sao trông hơi kỳ quặc đúng không? Tóc tai hơi bết bết vì hôm nay là một ngày chủ nhật và tớ quyết định là sẽ quay một chiếc room tour cho các bạn theo yêu cầu của rất lâu rồi, cũng như là chúng ta sẽ mua đồ và trang trí lại cái phòng, tại vì cái phòng ngủ này tớ quyết định chuyển về cái phòng ngủ này mà lâu rồi thì tớ không có ở cái phòng ngủ này, tại vì bình thường tớ ở phòng khác và lâu rồi tớ cũng không có ở nhà mấy. Hôm nay chúng ta sẽ xem là chúng ta mua gì và sẽ makeover cái phòng này lên một chút. Thật ra là cũng không phải là sửa sang hay sơn hay là sắp xếp quá, mà là mua thêm một ít đồ vật dụng bày lại, dọn đồ, chuyển đồ và room tour phòng ngủ mới. Yes. Đây là nó đang rất là bừa bộn và dơ, tại vì phòng này lâu rồi, mấy khoảng nửa tháng nay không có ở. Đây là đống tranh treo tường mà tớ mới mua, có 2 bộ. Và như bạn nào đã để ý thì là tớ đã chuyển nhà khá là lâu rồi, nhưng mà tuy nhiên thì đợt này tớ không có ở cái căn phòng kia, với cả tớ cũng ít khi ở nhà. Hôm nay mới quyết định là quay một cái video room tour và trang trí với lại sắp xếp lại đấy một chút, thì ở đây đang rất là bừa bộn, có rất là nhiều đồ để sắp xếp vào trong cái phòng đấy, và hy vọng là sau này thì cái phòng đấy nó sẽ đẹp hơn và tớ sẽ chuyển sang ngủ cái phòng đấy, để bình thường thì tớ không ở. Đây là cái gương mà gọi là gì, đã theo tớ khá là lâu rồi, và cái gương này thì tớ không có lắp cái bánh, không có lắp cái bánh ở dưới này này, thành ra là mỗi lần đấy là phải bê vậy, tớ cũng không hay có di chuyển mấy. Mình sẽ định đóng lên tường, tranh lên tường, thì đang băn khoăn là đóng tranh lên tường chỗ giường ngủ này hay là đóng lên tường đối diện này, thì kiểu tôi nghĩ là cái bức tường trắng là sẽ để quay clip. À, tôi sẽ lấy tranh ra để xem cái bố cục xếp như nào. À, hôm nay chúng ta có một nhân vật mà không chưa trang điểm ở đây. Hai nhé. Hai gương bích. Đây là cái hình ở trên mạng á. Đây. Thì tớ có mua cái bộ này với cả bộ này. Thì cái bộ này tớ định để phòng khách hoặc là mang lên trên văn phòng. À, đấy, nhưng mà tớ nghĩ là để phòng khách đi, tại vì trên văn phòng thì nó đã có tường các thứ rồi. Muốn để tấm ảnh vào giữa. Bố cục của nó như thế nào? Bố cục của nó thì tấm to ở giữa. Hai tấm to là ở giữa, gần nhau á. Được. Hai tấm đấy đều đẹp. Đây, ok, được. Cao hơn một xíu đi. Cao hơn một xíu. Cao cả tranh lên, hai tranh. Rồi. Đóng trước hai cái đi, xong rồi mấy cái kia mình bày xung quanh. Đây, tớ vừa mới xuống dưới siêu thị và cố mua được một cái búa mà các bạn nhìn thấy là nó quá là nhỏ, nó chỉ to hơn cái ngón tay của tớ có chút xíu thôi, và đây là cái búa duy nhất có ở trong siêu thị đấy, nên là không biết là nó có đóng được cái bức tranh không, mà hàng mới mua mà sao trông nó bẩn bẩn xấu xấu nhỉ. Đây, cái đinh của nó như vậy, và đôi tay của cô gái ấy lần đầu tiên đóng cái này. Cái đinh này nó bằng nhau hết này, nó không phân biệt cái nào với cái nào luôn á. Tôi chưa bao giờ biết đóng cái này luôn á. Đóng như này phải không? Ừ. Em nhớ nó không vô rồi sao? Thì hỏng mất một cái. Ê. Âu. Ê, nó dính này. Giống như bạn nói là đóng cái này phải thẳng tay đúng không? Ừ. Không, nó đi xiên mất á, là nó gãy. Chết rồi bạn ạ, thật thế không khả thi. Sau cùng lắm thì cho người ta cả cái bộ tranh ở lại. Ơ, tập gãy mất này rồi. Giờ thông tháo mà luôn, chết rồi. Thôi. Rồi. Đóng cái mới. Lý do của việc đeo khẩu trang là tại vì tớ bị viêm mũi dị ứng rồi đấy các bạn, thì tớ không thể nào mà bị bụi sẽ chảy nước mắt nước mũi. Nào, treo bức tranh lên. Đó, trông cũng ra gì đấy. Rồi, dùng với hai cái thôi. Âu. Cái búa này nó nhỏ thì nó vừa có cái tác dụng của tác hại là đập vào tay thì cũng không đau lắm, nhưng mà đập lâu quá. Ok, đẹp không? Chị đứng xịt xuống xíu. Đứng xịt xuống. Được chưa?
cao lên tí. Rồi, hợp rồi. Đây, như này. Đúng rồi. Trông cũng được đúng không? Còn thêm chăn gao gối vào. Thật ra là do bây giờ trời đang nhá nhem tối rồi, bây giờ là trời. Bây giờ các bạn xem, ngoài tối rồi đấy. Nên là ánh sáng của nó sẽ bị không có đẹp, nhìn vào nó sẽ hơi bị không rõ lắm. Nhưng mà ban ngày thì mình nghĩ sẽ đẹp hơn. Quyết định chọn cái màu ga nó tối. Cái bộ, tại vì giờ có rất nhiều bộ ga, giờ sẽ chọn màu tối để cho cái này nó kiểu sáng, cái tông màu nó nổi hơn. Anh bạn QB, QB, QB là sao? Ra khá là ấm cúng rồi đấy. Nhìn mắt thường đẹp hơn, ban ngày sẽ đẹp hơn. Bây giờ đang có rất là nhiều thứ rác xung quanh. Đây là hai đứa mình hơi trang phục gọi là gì, trang phục chủ nhật ở nhà lao động thì dọn sương sương nó sẽ là như vậy. Đây có một chút nước hoa thôi, bạn kêu nước hoa nhiều rồi, chuyển góc rồi chúng ta sẽ còn cô này. Tớ mới mua về. Ui, hay là cái gì? Tôi mua một cái thùng rác, một cái giá để được đồ trong toilet. Đây, cái thùng rác. Tôi thấy bạn, nếu mà bạn nào đã xem cái video thì cái video mà mua đồ trên mạng á, thì cái này giá 200.000 nha mọi người, 200.000 cái này luôn á. Trời ơi, mua mà cắt tức luôn. Thùng rác này cực kỳ đẹp luôn, nó kiểu của Nhật, mua ở siêu thị có mỗi mấy ạ? 150 mà đẹp. Này, trông nó như thế này chứ. Đấy, đấy. Không hiểu sao tôi có một đam mê của thùng rác bạn. Đèn xinh á, không phải thấy ở đó xinh. Thôi, thế nặng vãi. Chế độ sáng các bạn. Làm sao để điều chỉnh chế độ sáng? Bật 3 lần này này. Mỗi lần bật là chế độ sáng của nó nhẹ hẳn đó, đó hay sáng nhất này. Ê, cái này chắc để Để bên cạnh này ha. Trông hợp lý hơn đấy. Không ổ cắm, phải kéo dây. Xinh ấy chứ đúng không? Xinh phết, do là cái thanh này nó mảnh này, xong rồi nó nặng quá. Cái phần trên á. Yếu quá. Nhưng mà nó không đổ được đâu. Nhưng mà cái chân này rất là chắc. Chân này chắc, chân này nó có cái dính á, này nó không bị biết, nó không biết là chân chắc rồi, nhưng mà mình nhìn cái thanh của nó cứ nghiêng nghiêng á. Rồi để tạm vào đấy đi. Rồi tạm vào đây. Tự nhiên cái màu hồng xinh ha. Kể mà tháo được cái màu tím ở góc kia nhỉ, thì có phải là dán một cái hoa màu hồng nhà phải đẹp không? Ê bạn, bạn cảm thấy cái góc này trống không? Cái góc này nó hơi trống không? Mình đang kiếm một cái để cốt. Cái này là cái này. Cái option này. Tại vì nó bị một cái mình không thích lắm mà. Là nó kiểu khung á. Ở đây khung nhìn lên thì nhìn nó kiểu bị quá nhiều khung, mà cái khung này nó là màu trắng. Nên là những cái gì tròn tròn. Đúng rồi, tại vì cái khung ảnh này nó bị màu trắng với lại cái màu đen đúng không? Đen hồng, nó không hợp. Mình có một cái ảnh nhỏ, ví dụ để ở đây. Nhỏ quá không? Nhỏ quá. Lạc loài quá. À, chúng ta vừa có một vị khách mới. Vị khách này còn là đàn ông nên có vẻ tháo vát hơn chị em mình. Thì cái khoản lóc giáp này. Lắp cái tủ này hả? Ừ, cái kệ không? Cái kệ này. Cái này có cái hình đây này. Cuối cùng thì có vẻ như thanh niên của chúng ta đã chứng minh được mình là người đàn ông.
xong nhé. Đèn tắt đèn, cái này là để cái kệ nhà tắm, mấy cái chai lọ. Làm cái gì vậy? Ví dụ nhá, đây là toilet, mở cửa thì sẽ thấy cái kệ. Thật ra chỗ này tôi đang định đặt làm một cái kệ kiểu bằng kính hoặc là kệ đèn đèn cơ, nhưng mà xem chừng là hơi khó. Can just me không ạ? Thật ra tớ còn nhiều nữa cơ, nhưng mà tớ còn một cái toilet khác. Đây là cái toilet mà tớ chuyển sang cái phòng này thôi. Tại vì nhà tớ có hai phòng, bữa giờ tớ chỉ ở một bên kia. Và tớ sẽ quyết định chuyển sang thêm, tớ ở một mình hai phòng. Nghe có vẻ hơi phi lý nhưng mà tớ thích vậy á. Về cái này là tớ cũng mới lắp thêm hôm tuần trước thì phải. Ừ đúng rồi, cái này là kiểu tại vì cái sàn gạch này nó trơn quá, cái xong rồi tớ phải mua mấy cái thảm này bằng kiểu bằng nhựa mà kiểu để nó chống trơn ấy, hoặc đi đi vào như này thì nó sẽ đỡ trơn, còn bình thường không đi thì nó sẽ kiểu trơn trượt xuống như này. Là cái chỗ này tắm thì là khá là nguy hiểm nên là tớ lắp thêm cái này, cũng phải xếp hình các thứ đấy mọi người ạ. Toilet này nó cũng không có đẹp lắm, bình thường thôi, trên này thì cũng không có gì cả. Đây thì đồ skin care tớ mới vác sang thì xương xương nó cũng như vậy. Tớ còn có một cái này là món quà sinh nhật của bạn tớ. Tớ đã biết nội dung bên trong và nó tặng tớ cho một cái đèn tự tay handmade nó làm, nhưng mà tớ chưa biết hình dạng cụ thể của nó là như nào, với cả chưa thể bóc ra, nên là tớ sẽ bóc ra. Đây là cô bạn tình nhỏ em lớn chơi với tớ từ hồi học lớp 1 đến giờ. Sao cái hộp này nó méo. Chẳng sao. Hey. Thì bây giờ lại thêm một đống rác nữa, tớ lại phải đi dọn một đống rác tiếp. Cái căn phòng nó như thế, cái giường thì tớ cảm thấy cái góc này đã khá là ok rồi. Dù QB thì QB mày vẫn quá là nổi. Cái phần dây này là cái dây đèn để có thể làm cái phát sáng ở đây. Tớ phải lắp, tớ sẽ lắp lên cho mọi người xem. Ta và đây là một chiếc đèn gọi là trăng sao, tự uốn tự quấn bằng tay của bạn tớ, và tớ thấy nó rất là đẹp rồi, tớ rất là thích. Rất thích, rất cảm ơn cô bạn yêu thương. Đây là cái phần sofa ở ngoài mà tớ hay ở ngoài phòng khách mà tớ hay nằm trườn ra. Hay tớ chỉ khoe là nhân tiện là cái bộ này đóng lên nhìn nó rất là hợp cái tông vàng. Cái này thì cái đống gấu bông kia là tại vì nhà tớ rất là nhiều gấu bông nên là tớ để tạm đấy. Tớ hay ôm. Các bạn có thể thấy rất là xinh đúng không? Tranh này lên hình xinh đấy nhở. Đây, bình thường em vịt này sẽ ngồi ở trên này. Đây, bình thường thì con vịt nó sẽ ngồi đây. Ê! Sao này nó lăn lông lông nhỉ? Đấy, nó ngồi đây. Còn cái ba lô kia phải dựng lên. Trời ơi, mà nó cao quá. Đó, nó ngồi cao ơi là cao vậy đó nè. Ở đây thì khoe với các bạn, ở đây thì còn cái tủ quần áo khác nữa này. Ở cái phòng kia tớ có một tủ quần áo rồi. Cái tủ quần áo của tớ là siêu bự luôn, rất là bự. Tớ vẫn chưa dọn xong được hết cái đống ở trong gầm bàn này. Rồi xếp lại cái này thì rất là cao, phải treo, phải bắc ghế, trèo lên. Dọn phòng mãi mệt quá. Bình thường tớ rất là hay ngồi chỗ này chơi, nên là có một cái thảm lông trắng để ngồi cùng với dịch. con vịt này là con vịt lớn, còn con vịt kia là con vịt nhỏ. Con vịt nhỏ thì ngồi ở trên, còn bình thường con heo thì heo. Con lợn này là cái con lợn ôm rất là sướng, bình thường nó sẽ nằm ở đây này, nó nằm ở đấy luôn. Đây, buổi tối bây giờ tớ sẽ sau khi tắm rửa hết các thứ đấy thì tớ sẽ nằm cày phim truyện Nam Mỹ đồ. Yay, cái phòng sở thú. Chờ sau khi mà tắt đèn ấy thì mới có thêm cái này, còn bình thường cái đèn cái bạn đã tặng đó
Còn bình thường thì ta sẽ bật một trong hai cái light đèn ở dưới này. Thì cái này cũng mới mua về nên là chưa có thể cố định nó vào được. Thì thường tớ nghĩ tớ sẽ dán nó sát vào cái kệ giường để thế là chill chill vậy đó. Cũng xinh ha. Nói chung là cũng cảm giác khá là cúng. Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. Hôm nay thì tớ lại chuẩn bị không có ở nhà rồi, cho nên là ngủ dậy một cái quay clip cho các bạn xem. Và chắc là bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye. Yeah.